mọi người, hôm nay đến với 10 clip mới. Thì đầu tiên em xin cái lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị thời gian qua ủng hộ em ạ. Thì sắp Tết đến nơi rồi cho nên là em sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp thời gian mà em lên clip cho mọi người coi thường xuyên nhất có thể nha. Thì ngày mới ngày hôm qua thì em sẽ quay giới thiệu với mọi người những cái cây như là Trạng Nguyên nè, với lại Cửu Nguyên, với lại Dạ Ngọc Minh Châu. Thì những cái cây đó là những cái hàng ngoài chân nha. Thì bây giờ em xin giới thiệu với mọi người cái kim năng lượng. Thì kim năng lượng lúc trước em cũng có giới thiệu với mọi người rồi, nhưng mà nó là cái cây nở lỡ sẽ cao mọi người. Thì bây giờ có một cây nhỏ nữa đây, đây là cây mini để bàn ha. Thì nó cây luôn, cây với chậu thì nó trung bình khoảng từ 45 đến 50cm, hoặc là có thể cao hơn tùy vào cái chậu anh chị được chọn lựa ha. Còn cái cây nó chuẩn, cái cây nó thì khoảng 30 thôi. Để mà làm được một cái kim năng lượng mini mà nó ra trái có thể đều như vậy là cực kỳ công phu luôn mọi người. Nó cần kỹ thuật rất là nhiều luôn, chứ không phải như cái cây bự của mình. Cái cây bự của mình đó là nó đến tuổi của nó là nó sẽ có trái, mình chỉ cần đúng cái chu kỳ của nó là mình cho phân cho thuốc thì nó sẽ đậu trái nó ra như vậy. Còn cây nhỏ nó phức tạp hơn nhiều lắm, mà giá cũng có cao đâu nha mọi người. Để nghe nó dễ mà nó tưởng đâu nó giá cao nên nó rẻ hơn cây bự á đó. Đó nó chỉ từ 100 mấy 200 là có cây cây năng lượng nhỏ chơi rồi ha. Thì mọi người có thể ở nhà mình có cái chậu giống vậy nè, thì mọi người có thể tận dụng lên cái chậu là mua cái cây không thôi. Đây đó, 100 mấy 200 là cây này là nghe, chứ không phải là có luôn cái chậu nha mọi người. Đó thì vậy nè, thì nó khoảng 200 đó, có khoảng vậy thôi. Thì mọi người về cái chậu nhà mình có rồi đó, thì mình trồng cái chậu nhà mình tận dụng lại được cái chậu á. Còn nếu mà không, cô chú anh chị muốn lựa chậu ở đây thì em sẽ trồng vô theo sở thích của cô chú anh chị luôn. Nhiều người thích chậu màu này màu kia thì đó trồng vô. Như đây là ví dụ như cái chậu này là màu trắng có họa tiết nha, còn cái này một màu trơn nè mọi người. Màu này thì em có nhiều màu lắm, xanh, trắng, đỏ, vàng. Nó có cái dĩa lót ở dưới luôn, nó cái dĩa cùng màu với chậu luôn, nhưng mà để riêng ra sợ nhiều khi khách hàng mình sơ ý á, mình lấy ra mình xem cái bắt đầu nó bể cái dĩa, tại vì cái chậu này mỗi cái chậu có cái dĩa thôi à. Rồi, mọi người thấy không, cái trái đó nè, so với cái trái của cây bự đó mọi người, nó không có trên lệch nhiều, thậm chí nó còn cái trái nó còn bự hơn cái trái của cây bự luôn á. Nó đẹp lắm nè mọi người thấy không, tiêu lượng là bao rụng luôn nè, lắc lắc thoải mái không bao giờ sợ rụng ha. Đây bao luôn, hàng xịn là bao luôn, không có rụng là đâu, yên tâm. Đây em có cái mẫu vô cái chậu mà mọi người coi cái kim năng lượng á, mọi người coi nó có ấy hay không, mọi người coi cái đầu lá nè. À, hai nghe mọi người chạm tí không có cách, tôi nhắc lại chút xíu lại có cách nè mọi người coi nè, cái lá này không nè, cái này là hàng chuẩn là nó sẽ như vậy, là có nghĩa là một màu một từ trong ra ngoài, không có khác màu, không có lợt với lại đậm ha, với lại không có cái lá nào mà nó bị hư hết trơn á. Mọi người coi cái lá nó căng bóng này nè. Đấy, bản chất của cây kim năng lượng là cái lá gì, bản lá nó thiết thế vậy cho nên lá quắn quắn là bình thường nha, chứ không phải lá quắn là cây hơi thuốc nhiều rồi. Rồi đây nha, thì em xin giới thiệu mọi người là cái này là cái mẫu giống như là cái mẫu chậu bonsai đó mọi người nè. Tổng thể của nó mọi người có thể nhìn xa nè đó, để bàn cực kỳ đẹp luôn, nhìn lịch sử á. Ngoài cái lượng bonsai thì có cây những cái mẫu bonsai nữa nè, đó cho chú chị có thể tham khảo nha. Đây như này chậu màu hồng nè, trái là cực kỳ tốt luôn, không có ai là ấy đâu nè, thấy không, không có rụng đâu, yên tâm, hàng bao chất lượng luôn mọi người. Ngoài cái lượng thì có những kim tiền hay là ngũ gia bì rồi đó. Thì cái clip hôm nay xin kết thúc ở đây nha. Nếu mà cô chú anh chị em nào thấy hay thì cho em xin một like cho em biết kênh, để em có thể cập nhật được những cái clip mới nhất của em để sớm nhất để mọi người xem ha. Thì xin cảm ơn rất là nhiều ạ. À, với lại cô chú anh chị thông cảm giùm em là cái mùa Tết á, thì nó hơi bận rộn hơn ngày thường chút xíu, nên cô chú anh chị nếu mà quan tâm đến sản phẩm nào hoặc là có mọi thắc mắc về sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp giùm em qua số điện thoại nha, 0359397659 hoặc là 0703239393. Thì cái đó mình sẽ gặp trực tiếp em và vợ em thì nhanh nhất có thể. Còn nhiều khi mọi người mà cô chú anh chị nào mà nhắn tin qua fanpage thì nhiều khi không có thời gian để trả lời tin nhắn mọi người sớm á, thì cho nên sợ nhiều khi chậm trễ, mọi người thông cảm giùm em á. Chỉ là em đã 28 Tân Hòa Đông, phường 4, phường 6, thành phố Hồ Chí Minh nè. Xin cảm ơn rất là nhiều.